Mình chào tất cả các bạn đến với kênh của em Ngọc Vlog nha. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ một chú chó rất là ngoan các bạn ơi. Đi với bà ngoại sắp cặn nước cơm nha các bạn. Mời các bạn theo dõi video của em Ngọc nha. Gấu đẹp nè. Gấu anh đó. Ngoan ghê chưa. Mày đi đâu gấu? Lấy nước cơm nha ăn nè. Hả? Sao vậy? Chó này nhiêu năm rồi mà? 17 năm tới nữa 18 năm rồi đó. 8 năm rồi hả? Khôn ghê luôn á các bạn. Hả? Khôn. Đó, chủ đi đi xách nước cơm là cặn là đi theo nè các bạn. Nó đi theo vậy đó. Vì 17 năm 18 năm hả? 8 năm 18 rồi đó. Tết này tới nữa 18 tuổi rồi các bạn mà thấy lông còn mướt lắm chứ bộ ạ. À. Khen. Theo như ta là ta có tóc bạc đồ đó chứ. Có rồi đây nè. Có hả? Có răng rồi nè. Ừ, cái mỏ bạc rồi đó. Mỏ bạc rồi, 18 năm rồi con. Trắng trắng nè. Có tóc trắng bộ rồi nè, mỏ râu qua râu trước trắng rồi nè. Chưa được 20 mà. Chưa được 20 tuổi mà, em chưa được 20 tuổi. Mới có 27 năm, 18 năm mà. Nè, ở trước này bạc rồi nè, thấy không? À. Em ở trước này bạc rồi nè, em chưa đủ 20 tuổi. Nghỉ nuôi heo mẹ đi. Để ngày lớn tuổi rồi mở cái xách nước cơm hoài qua cây cầu được. Heo nó già thì nó ăn ít thịt mà nó quả dưỡng nó gắn tới tất những thịt kia. Lớn rồi. Con nhà cháu nó lớn nó nhỏ cháu kêu bằng cô bằng chị có cho đắng hết. Hết biết lừa các bạn ơi. Cả 20kg không hay mà? Trên à, có đó, có đó. Trên 20kg luôn á hả? Con nó không nổi á. Mướt lắm luôn á các bạn. Gần 18 tuổi mà lông rất là mướt luôn. Này chủ. Đi theo bà chủ nè. Cái này là cái này cũng như là bà ngoại á các bạn. Bà ngoại vậy đó. Mẹ nó bỏ đi thành phố rồi, ở nhà với bà ngoại. À. Con nó quay phim con nó xem cháu. Này quay phim hai bà cháu nha, bà ngoại và bà nọ và đứa cháu. Kỷ niệm đó nghe. Nó nó chặt rồi nằm ngay đống bụi chặt rồi. Trời mày biết không, nó ho ta la mẫu lần nó ho gì đó, nằm ngay đống bụi. Tao mua thuốc bằng Tư Hải kêu hả họng để nó bỏ vô hai viên nuốt cho hết đó. Nhai mũi nhai mũi tao chơi quay phim này chơi bà cháu tôi đi chơi đừng lắm à. Rồi gấu đi đâu, gấu đi đi thấy không bà nè, mẹ mướt cái bye bye gấu nha. Rồi mấy ba con ơi đi. Thường ghê chứ các bạn. Đi rồi đó. Thấy không? Tao đi là nó đi tao màu rồi là nó lại nó nằm đó. Rồi quay quay quay. Năm tám nữa 18 rồi. Đi xách nước cơm chạy te theo bà ngoại rồi đó các bạn. Nhà bố